Nếu như nhiều hộ dân ở ven sông Lòng Tàu mất nhà, mất đất vì sạt lở diễn ra quá bất ngờ, không thể lường trước được, thì nhiều gia đình ven sông Đồng Nai, đoạn qua địa bàn của quận 9, thành phố Hồ Chí Minh, dường như bất lực nhìn tài sản của mình từng ngày bị nhấn chìm xuống sông do khai thác cát lậu. Hơn 40 hectare đất bị mất, sạt lở không còn là hiện tượng của thiên nhiên mà còn do chính con người gây ra từ những hành động trái phép. Dọc sông Đồng Nai, thuộc địa bàn phường Long Phước, quận 9, thành phố Hồ Chí Minh, theo cán bộ địa phương, dòng chảy đã lấn hơn 30 hectare đất nông nghiệp trong vài năm trở lại đây. Nguyên nhân là do việc khai thác trái phép. Bờ kè được xây dựng bằng bê tông cũng bị sập dần do các đối tượng khai thác cát trái phép gần khu vực này. Phần đất được đóng cọc dừa này là của một gia đình đã bị sạt lở trong thời gian gần đây với diện tích gần 3 hectare. Nhiều người dân đang trong tình trạng hoang mang, lo lắng do mất đất, mất nhà. Thì tôi cũng sợ chứ, bơm cát hoài đó rồi sao nói chứ, mình người dân ở đây mà bơm hoài đó rồi nó cũng sụp. Sau rồi nó cũng sụp vô nhà mình rồi mình cũng khó khăn dữ lắm. Lỡ sạt đất vô tới đất tôi nó cũng lỡ nghe nhiều hoài khúc hoài rồi tôi sợ vô tới khu đất của tôi. Tôi đang kinh tác ba cái mai rồi đây sợ nó lỡ vô tôi. Các đối tượng thực hiện hành vi trộm cát vào ban đêm có sự hộ tống canh gác rất nhiều ghe thuyền áp tải khi bơm hút cát ở các khu vực bờ sông. Lực lượng chức năng đã gặp không ít khó khăn khi tiến hành ngăn chặn việc làm trái phép gây bức xúc người dân. Cái khó khăn của mình là cái lực lượng của mình ở phường nó ít, còn cái bơm hút cát nó làm vậy nhưng quá đông. Đó là mình cái lực lượng nó nhiều quá, mình đi đường nào nó cũng dòm ngó. Chính quyền địa phương đã vạch ra những phương án nhằm chấm dứt tình trạng khai thác cát trái phép. Tham gia công tác tuần tra đấu tranh, bên cạnh đó tôi lập một cái chốt ca trực để đảm bảo nắm cái thông tin kịp thời về các cái đối tượng bơm hút cát. Thì bên cạnh đó ủy ban phường cũng đã phối hợp với các cái cơ quan chức năng như công an quận 9, trạm cảnh sát đường thủy Cát Lái để mở nhiều cái đợt ra quân cũng như phối hợp trong công tác tuần tra đấu tranh đối với cái nạn bơm hút cát trái phép. Trong khi chờ đợi chính quyền quyết liệt đẩy lùi và chấm dứt khai thác cát trái phép, thì những người dân có đất dọc bờ sông Đồng Nai vẫn lực bất tòng tâm khi đất đai, nhà cửa của họ cứ bị cuốn trôi theo dòng chảy vì cát tặc.